Thì anh em mà không quay, không có ai quay hết à, cô chú anh chị ơi. Thì có chị Kim Nga nè. Rồi không à. Ý là tụi nó không có chị Kim Nga. Đúng không? Không có. Đó. Không khui hết. Rồi nói chung là gia đình đi, đừng có nói người này người kia nó mệt lắm. Rồi rồi rồi. Không đọc tên nữa. Không không có sao đâu. Không sao đâu. Thôi cắt luôn, không cắt luôn. Không có gì đâu. Em không cắt. Thì nói gia đình thôi được rồi. Mật mí vậy thôi, gia đình thì không biết ai ai. Anh em mình nói lộn nhất. Tại em nói lộn lắm. Ông trong này ông mấy. Thì có gia đình đến biển mà dặn đừng có quay thì không có quay à, gia đình thôi, đến chị Nhi mới la nó nghe không hả, chị Nhi mới la anh đó. Thì anh xin lỗi, cái miệng anh nó hay nó lộn rồi, cái ai mà cuộc đời con người không lộn không trời, tính kia lộn đúng không, lộn tính kia đang lộn rồi, trứng hột gì nó còn lộn đúng rồi. Anh em nói chính xác thì chị lên thì cũng có mang đồ với lại lao mộ đồ, còn giờ hôm nay là chị đem hình như là đây phải không, hồi nãy à. Không, chị đem hoa thôi. Hoa nào phải chỉ cho hoa chị nha. Chị Nhi mới đem đi rồi đó, hồi đó hoa đó, hoa đỏ đó đó, với lại cái bình hoa trong đây kia này, ở đây này đó, ở đây này à, đó ở đây là gia đình đem lên nè, cô chú anh chị ơi, người thân của cậu chứ giờ cũng nó không được gia đình nữa. Gia đình người thân đi, thân là thân quen á. Em để ý không? Em để ý chị mỗi lần lên đây chị đều mua những cái hoa cái có cái màu sắc là tươi sặc sỡ gì. Cậu Năm rất thích màu tươi. Cậu Năm tươi mà. Anh thấy 10 lần hết 10 luôn. Tươi. Không có mua cái hoa bình thường như cái này mà. Còn kia nó phá. Cậu nó thích vui thích tươi. Tới nghe. Này đang tới cái bình này luôn hả? Hình như hoa ly nó không ăn. Hoa ly nó không ăn đâu. Hoa ly nó không ăn. Nó hoa hồng thôi. Cái này rất là đẹp. Thôi mình đem xuống đi, cái này hồi trưa chị Hồng Ngọc mới cúng đó, mình đem xuống đi. Không bao giờ để tiền nào tới nào mấy anh em mà có yeah, clip là đem hoa, có clip mấy anh em dẹp. Có thấy đem cái này nữa nè. Của chú anh chị ơi. Đây khăn ướt nè, đến lau mộ cho cậu nè. Đó, cái phần này. Một tí mình về mình hai cái bông này nè mình bỏ tới dưới. Và có khăn khô nữa. Nãy có lau mộ cho cậu không? Có lau. Có lau bàn thờ, lau mộ. Mấy anh em đi qua bên kia quý chú anh chị cho nên là cũng không có quan sát. Có lau mộ, lau cậu, lau bàn thờ cho cậu nữa. Anh có anh hang đến gần ở đây. Nói chung là ai cũng thương cậu. Mà giờ em chuyện hỏi anh xảy nè, ra thì cũng phải thương cậu bây thôi. Bây giờ cái động cơ nào mà thúc đẩy anh khi mà người nhà đến anh dặn là không cho quay? Không, người nhà dặn chứ không phải anh. Chứ ừ. Anh quái quay lắm á. Ý là không, thường á là có dặn anh cũng quay mà sao hôm nay dặn anh không quay nè. Tại vì nói chung là tại vì thấy gia đình cậu sóng gió nhiều quá gió mình cũng không muốn tạo sóng gió nữa. Là giống ý em. Thì thấy là giờ dặn á thì Hân Trần không quay. Đúng rồi. Nói thật tâm luôn. Hân Trần rất thích quay. Chứ mấy cái này là Hân Trần thích quay. Quay cũng nhiều quá. Nhiều nhưng mà bây giờ á mình thấy gia đình đã dặn rồi. Dạ chú xe đã dặn bảo là anh em đừng có quay thì anh em tôn trọng đó, đó. Thấy không anh em nhưng bây giờ em tình cảm á mọi người ơi, thấy không bây giờ mấy coi chú á, bây giờ khán giả dặn dạ. Mình còn không quay nữa, bây giờ người nhà cũng là người thân của cậu, bây giờ khán giả đi, một khán giả lạ đi, một cô chú bình thường này tới viếng bảo là má anh má chị má em ở đây đừng quay cô chú, là anh em không quay đâu. Đúng tại đây nhiều cô chú để quay lắm, không phải quay chú người khác, tôn trọng người ta, tôn trọng người ta. Đúng rồi. Cô đi mà người ta không cho quay mình, cố tình quay ta chửi ra quay nữa. Đó thì người nhà, người thân cũng vừa tới đó cô chú. Rồi đi về. Người nhà, vừa gia đình đi. Bây giờ người nhà, gia đình thì sẽ gặp nhau tại tò. Ủa, nó đụng nữa hả? Ơi, mà cũng đúng mà. Thưa ra tò, phải gặp nhau tại tò thôi chứ vậy thôi. Anh Thăng nói nhiều câu vui. Bốn góc này bốn thường thường Hân Trần hay nói chuyện để giúp vui cho mọi người, thật sự nói Hân Trần rất là đau đầu luôn á, đau đầu nhiều khi nói chuyện mà vui quá thành quá vui rồi còn bị chửi nữa. Đây cô chú chị, đây là chiều lại là đốt hai cái ly đèn cầy để ở bên trên cái đầu mộ cho chú là cô chú anh chị ơi. Nói thì không biết nói gì. Nó có bốn góc mộ để bốn cái ly đèn cầy. Đây thì mấy anh cũng bây giờ thắp nhang đèn là chuẩn bị đi về đó cô chú ơi. Thắp bốn cây đôi góc mình thắp cái gì này, ai bảo đi thắp ai đó nha. Bảo đi tôi mới báo rồi chút xíu là tôi bị la đó, bây giờ bảo đi giờ anh báo đi ai mới tới. Nói chung là hôm nay buổi chiều nay thì có gia đình mà người thân của cậu là cũng hay thường đến đây nha quý vị.
lúc trước là rất là đến đây rất là nhiều, nhưng mà do một thời gian này là sóng gió quá cho nên là cũng ngại đến đây. Và hôm nay đến đây buổi chiều thì có dặn mấy anh em mình đừng có ghi hình, thì không lẽ anh em mình ở lòng nào mà ghi hình, đúng không? Chứ mình mà quay mấy cái đó là view nhiều nhưng mà mình không làm dù được. Mình biết không view luôn nhưng mà mình còn ở cái thật sự cái tâm của mình nữa. Mình không làm được điều đó đúng không? Không làm được. Biết là có view nhưng mà mình không ấy. Hôm nay anh Hân anh còn không quay là hiểu rồi đó. Hôm nay là gắt súng luôn á. Bởi vì anh mới hỏi ổng là cái động cơ nào mà cho ổng không quay hình người nhà đó. Động cơ thấy sóng gió quá bây giờ muốn tạo drama nữa hay gì, cầm súng đây mà chịu trận, cầm súng đây mà chịu trận mà mấy cái đó tôi nói thiệt, tôi nói thiệt tôi khoái quay lắm nha, mà không nợ quay cái nữa là sóng gió nữa, không nợ quay lên rồi mọi người ghét mọi người thương rồi comment xuống cho chửi tôi luôn. Thôi tốt hơn hết rồi, thì để từ từ đi câu chuyện nói từ từ. Nói chung là cũng rất là quý, nói chung là ai cũng thương chú hết, còn cái chuyện gia đình thì mình thu để cho gia đình. Nào thì còn nằm biết rất rõ nha, thì ai đối xử con nó là còn nằm biết rất rõ ha. Trong gia đình cậu ai là người thế nào thì cậu nằm rất là rõ đúng không, rất là hiểu đúng không? Đúng rồi. Cậu là người hiểu nhất rồi đó. Biết mà. Chứ cậu mà không biết nữa thì thôi luôn. Cậu biết rồi thì thương, là cậu sẽ phù hộ rồi sóng gió nó sẽ trôi qua thôi. Cái chuyện gì nó cũng vậy, chuyện lớn hay quá nhỏ, là chuyện nhỏ hay quá không. Giấu đời đời chứ không có giấu được đắc trời, mình không giấu được người đã mất nha. Mình không giấu được tâm linh. Nói chung á, mình đang làm á, thì chờ đang nhìn. Thầy đang nhìn đúng không? Mình làm mà thầy nhìn thầy biết hết. Ai mà làm cái chân chánh cái chai dầu trơn tân. Mình thích vô rồi gì? Để chồng đi. Đâu có, em đâu có thích. Hết rồi hả? Thấy mà ra mua. Em đâu ra ngoài bỏ dài á, ngoài lấy. Đâu đâu, bỏ dài hả? Bỏ dài ngoài có đóng rồi. Thì thực tình mà nói người nhà đến đây rất lâu luôn. Nhưng mà quay của chú anh chị ơi, đậu ngoài kia kìa. Dạ, lục có đóng đồ. Rồi xong rồi vô thì dặn anh em đừng có quay. Thì anh em cũng nghe lời không quay. Chứ người nhà đến đây là thực sự mà nói là đợi một tiếng mấy đồng hồ ở ngoài đó. Tiếng mấy hai tiếng chứ không ít đâu. Mà dặn không quay thì anh em ở đây cũng ai cũng nghe lời hết á. Không có ai mà trái hết á. Không ai quay hết rồi của chú anh chị. Kinh cho còn ông chứ. Cái điều quan trọng. Tôn trọng người nhà cũng như là tôn trọng khán giả hay tôn trọng người người ta hâm mộ người ta đến mình kêu đừng quay thì anh em cũng đâu quay. Nói chung á mình tôn trọng người ta là tức là tôn trọng mình á. Đúng sự luôn á. Nhiều khi khán giả đi mình là khán giả thì mình lại vô ai quay mà vô người ta quay đi mà không cho ai thì người ta quay mình cũng một lỗi thôi. Đúng rồi. Đó bây giờ cuối giờ là thắp nến cho cầu đầy đủ rồi đốt ba cây nhang lớn luôn. Ba cây nhang này đố anh là biết của ai? Của Yến Đoàn. Em đố anh nấy kìa. Ai đố anh biết rồi của cô Yến Đoàn. Ngày nào cũng đốt hết mà. Ngày nào cũng đốt. Mà anh ai cũng đâu biết. Ngày nào cũng đốt. Không đâu quan tâm tới đâu. Cảm ơn anh Hồng quay giùm nha. Thật sự quá quý rồi. Vậy là chứng tỏ là người nhà vẫn còn thương cậu, ai cũng thương cậu hết á. Nhưng mà người ta lên người hình ảnh á, người ta sợ là cộng đồng mạng quấy rối hay là chửi đũa gì đó. Đại khái bây giờ em nói thật luôn nè. Anh lên đứng lên. Nếu mà người nhà có thương cậu vẫn lên thắp hương bình thường. Nhưng mà em chỉ cho cái thời gian. Ban đêm. Sáng sớm hoặc là chiều tối. Không 7 giờ tối đó lên vô tư. Là đến thắp hương cậu là bình thường. Bình thường sáng sớm hoặc là chiều tối. Sáng sớm thì có mấy anh em mình cũng đâu hay quay. Anh em có thể là ít người, có thể là mình không quay. Nhưng mà nhiều khi dặn anh em có nghe lời không? Có thôi. Không nếu không đến được 7 giờ tối. Cứ đến tối là chắc ăn nhất. Còn nếu mà đến buổi sáng là nhiều khi anh em chưa đông. Có người thì nghe, có người không nghe. Anh nghĩ sao ví dụ như hồi chiều nay có mấy anh em mình nè. Thì anh em mình là ngoan hết, anh em mình nghe. Còn nhiều người không nghe sao, cái chuyện đó đâu được, biết được. Cậu hồi vừa rồi cũng có quen rồi. Thì người nhà đáng tiếng anh đi mình để tôn trọng. Nói chung là thương cậu thì thương hết tất cả người nhà cậu. Rồi, hợp lý. Mình không phân biệt ai hết, nó hơi sợ luôn. Em nói cái câu đó anh nghe hợp lý, đúng rồi đó. Quá xuất hay luôn anh Minh ơi. Bây giờ nè, người này thắng thì cũng là con cháu của cậu, mà người này thua cũng là con cháu của cậu. Nó đúng không? Không lẽ mình bên này mình bỏ người kia. Có
cầu nông ví dụ chuyển thể ra là cầu nông là người tổn thương nhất. Đúng. Đúng rồi, nhìn con cháu mình nó con cháu kết, mà nó xào xáo với nhau. Không có đoàn kết với nhau thì cậu buồn chứ. Thì nếu mà người cha, người chú, người mẹ thì người cậu thì ai đâu muốn đâu. Thì làm gì làm là cậu là người tổn thương là buồn nhất rồi cô chú anh chị ơi. À, chính xác. À, đây, em cũng xin kết thúc video này nha. Hẹn gặp tất cả cô chú anh chị ở video sau. Chúc cả nhà có thật là nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui nha. Bye bye tất cả cô chú anh chị và các bạn nha.